Cẩn thận, cái này to lắm đấy. Kìa. Hey. Hey. Đoàn kết nhá. Đừng ngửi nhá. Nhìn này nó nâng cái cột lên cao. Ê, cẩn thận kìa. Ôi, tạm biệt. Gặp cái bọn này đấy. Thank you.
Thôi. Hả? Thôi. Hôm nay bán ngon mà. Ừ. Ô tô nó chui vào đây được nhỉ? Mình lại không chui vào nhỉ? Con này bị xích không ạ? Này bị xích. À, tội chưa? Thương thế mày bị xích à? Ông cứ mắc nó náo. Trời ơi, trời ông này. Ông này bài. Năm nay trả kể cả là cô mua một cái măng khô ở chợ bao giờ người ta cũng tẩm chống ho. Mua măng đi chú. Vâng ạ. Tí củ như thế bao nhiêu tiền một cân? 15.000 một cân. Để bỏ ra 3 cân rồi. 3 cân rồi. 2 cân nữa là 3 cân. Ôi, củ măng này to này. Cái này là trong 1 cân mà, cái này là cân củ cho cô này. 3 cân tươi, không thử thôi. Để làm tươi cho nó không bỏ ra đâu. 3 cân tươi 1 cân. Vâng, thì cháu bảo là cân thử cho cô thôi. Vâng, 40 là 75 nghìn. À, có 2 cân mấy thì tính nhập không? Cân hả? Bao nhiêu tiền? Bao nhiêu? Bao nhiêu?
30.000. 30.000 thôi. Ok. Này 2 cân em bác. Thôi. Chị cho em vay 20.000 thôi, tí nữa em gửi. Chị cho em vay 20.000. Đây, trả vào đây, chị trả cho 30.000 nhé. Đây. Đưa 10.000 nữa. Vay 20.000. Không, chị cứ đưa đi, tí nữa chị lại gửi. Đây này. Thank you.